Duden gửi thư bí mật cho học sinh. Cô giáo Việt nhận cần mưa lời khen vì hành động siêu tâm lý. Học sinh khi đến lớp đều không thể phấn chấn vì phải đối diện với áp lực bài vở. Nhưng cô giáo trong video sau lại giúp xóa tan định kiến đó bằng chiếc gen gửi thư bí mật cho học sinh và phản ứng từ học trò làm dân tình cảm động. Một quả Duden thành công khi nhận lại từ các em là những nụ cười tấm tím đáng yêu. Được cô giáo công nhận ưu điểm và khích lệ bằng những câu nói ấm áp thế này cũng đủ làm các em vui cả ngày. Có lẽ đây là cô giáo khiến các em nhớ mãi trong ký ức mãi về sau. Sự ngượng ngùng có chút vui vẻ của các bé khiến người xem liên tưởng đến cách đọc thư tình của crush. Nếu thầy cô nào cũng tâm lý như vậy sẽ giúp các em ham học và thích đến lớp hơn. Chân tình xem xong mà thấy hạnh phúc lây với hành động ý nghĩa của cô giáo và để lại bình luận như sau. Khích lệ là một điều gì đó rất tuyệt vời trong việc giáo dục, kể cả ở trường hay ở nhà. Thật ra đối với trẻ con, rất dễ bị tổn thương. Thay vì la hay rầy chúng thì chúng ta nên đổi cách nhẹ nhàng và tình cảm thì các con sẽ nghe lời và hiểu chuyện. Một lời nói đầu tốn tiền chúng ta có thể khích lệ để các bé tự tin hơn. Em mà nhận được mấy mẫu giấy như vậy, chắc em vỡ òa trong lúc đó luôn quá. Còn bạn, bạn ấn tượng nhất với lời động viên nào từ cô giáo? Hãy để lại chia sẻ bên dưới cho mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.